Thanh Hóa rầu tin đồn giết người lấy nội tạng tên từ Thanh Hóa. Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang rộ tin đồn xảy ra nhiều vụ bắt cóc người giết chết, mổ bụng lấy nội tạng. Báo Người Lao Động cho biết là tin đồn này còn nói rằng nạn nhân là một số nữ công nhân của công ty may Ivory, tọa lạc tại xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc. Có người còn nói rằng đã trông thấy tận mắt xác của người trôi sông bị mổ bụng, moi lấy hết nội tạng bên trong. Tin đồn lan truyền hơn một tuần lễ này khiến cho dân chúng hoang mang không ngớt. Theo báo Người Lao Động, một số công nhân của hãng Ivory không đến xưởng may, trẻ em không còn dám đi học một mình. Cứ tối đến thì đường phố thuộc địa phận của xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc vắng tanh, không một bóng người. Sáng ngày 2 tháng 8, ông Đinh Sĩ Hòa, chủ tịch của xã Xuân Lộc đã lên tiếng bác bỏ tin đồn nói trên. Ông này quả quyết rằng đó là tin đồn nhảm vì cho đến nay chưa có người nào bị giết, bị mổ bụng moi lấy nội tạng tại địa phận xã. Tuy nhiên, hầu hết nhân chúng trong vùng đều cho rằng, dù biết đó là tin đồn, nhưng vẫn thấy sợ và không dám bước chân ra đường khi trời tối.